nóng ấy. Nắng này một tí là nóng rồi anh ạ. Em Lê Hương xin chào quý khách hàng thân yêu của em nhé. Hôm nay thì em Lê Hương lại có một buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Số điện thoại thì em đã ghi ở dưới màn hình rồi. 0354602790. Em chào anh Tạ Duy này. Hôm nay thì hơi nắng nên là em sẽ lên livestream sớm một chút. Không tí nữa thời tiết nó nắng quá nó báo lại không like được. Cảm ơn anh Tạ Duy nào chia sẻ em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Hôm qua thì mưa gió không like được. Hôm nay thì Hải Dương rất là nắng luôn. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Bên em thì rất là nhiều xe luôn. Rất là nhiều xe luôn. Hôm nay lại về thêm rất là nhiều Kia Morning và Hyundai i10. VinFast Fairlane thì về thêm một chiếc này. Bán tải cũng về thêm rất là nhiều luôn. Và có cả về thêm cả Innova tư nhân gia đình không qua dịch vụ nữa. Kia Morning cũng không qua gia đình, à cũng không qua taxi dịch vụ mà xe gia đình cực đẹp luôn. Các anh ơi chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Rất là nhiều những dòng xe đã được chào bán bên em thôi, em không nhìn thấy rõ ai nhỉ. Em chào anh Nguyễn Điền này. Các anh đang xem buổi báo giá của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like nhé. Còn có lẽ là em chỉ đợi một chút nữa thôi là em xin phép được quay sang cam sau để em đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Tại vì là nếu mà để lâu quá thì máy nó nóng một chút, nó nắng là máy nó nóng nó không báo được. Em chào anh Hoàn Quang này, hôm qua thì em đã bỏ một buổi rồi. Vì hôm qua thì trưa qua thì có khách, xong tối qua thì lại ở Hải Dương lại mưa nên em không like được. Về thêm rất là nhiều Kia Morning này, không taxi, không dịch vụ. Kia Morning bản cửa trời, cửa lóc cũng có này. i10 cũng có luôn. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Rất là nhiều xe luôn. Cho em xin một phút nữa thôi là em xin phép được quay sang cam sau, không máy nóng rồi. Đấy, máy chưa dùng đã nóng rồi đây này. Có lẽ là em xin phép được quay sang cam sau, khách hàng nào vào sau thì chấm một chấm cho em nhé. Và đừng quên chia sẻ cho em nào. Chào bác Xuân Cường nhé. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Em xin phép được quay sang cam sau đây ạ. Em người đẹp xinh lung linh. Ôi đen lắm anh ạ. Chào bác Phương Thảo nào. Các bác ơi đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân nào. Lắng lóng như thế này để em đội nón lên đã. Mặc áo mà đã không thì không thể tiếp tục like được. Nắng thế này chỉ like được một chút thôi là điện thoại nó sẽ báo nóng, cảnh báo là nó không cho like cơ. Nên em sẽ báo giá nhanh nhá. Em cảm ơn anh Hoàn Quang này chia sẻ em Lê Hương lên nhá anh nhá. Hôm qua thì em đã không báo giá rồi. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về rất là nhiều dòng xe. Em sẽ ra ngoài lắng trước. Quay đầu tiên những con ngoài lắng trước. Tí máy nó có nóng thì em lại đi vào trong. Không tí lại nóng quá không quay được. Ở đây thì em có một siêu phẩm đây các bác này. Một chiếc xe i10 nhưng mà bản đặc biệt nhá. Bản số tự động 1.0. Mà hôm qua em đi đấy, mưa gió đi các bác nhỉ. i10 đi cực êm cho em luôn. Đời 2014 và em này là bản 1.0 số tự động. Bản đủ 1.0 số tự động đây ạ. Em đang bán là 295 triệu. Em này là bản nhập Ấn Độ cho em ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Điền nhé. Cảm ơn chào bác Giang Hân, chào bác Đinh Hiếu này, chào anh Nguyễn Thành Lương này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Một em xe Hyundai i10 bản 1.0, bản đủ 1.0 này, biển 34. Em đang bán là 295 triệu. Xe thì đẹp xuất sắc luôn. Zin đẹp cho em nhé. Đời 2014 bản nhập Ấn Độ. Em đang bán là 295 triệu. Trong buổi báo giá livestream ngày hôm nay, nói led trên livestream này, bớt luôn 10 triệu đồng cho khách hàng nào mà đang quan tâm về chiếc xe i10 số tự động đẹp của em đây ạ. Số tự động đẹp bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream và vẫn bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Đấy là dành riêng chiếc xe i10 nhá, máy số zin đẹp cho em, bản nhập Ấn 1.0, đầy đủ cam hành trình, cam lùi, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa và có luôn xe trên gương nhé.
Cảm ơn anh Hoàn Quang nhé, anh Nguyễn Hùng và anh Nguyễn Điền cũng chia sẻ cho em nhé. Chào bác Trịnh Xuân Diệu này. i10 bản 1.0 nhập Ấn Độ này, 295, nói trực tiếp trên livestream led căng luôn, bớt 10 triệu đồng, vẫn bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Bác nào quan tâm về chiếc xe này thì alo ngay cho em ạ, 0354602790. Xe em Hương bán ra thì cam kết không đâm xô và không ngập nước. Còn ở đây thì em đang có một chiếc xe Vedet Avel với lớp sơn màu trắng đẹp đây ạ. Chiếc này em đang bán là 245 triệu đời 2017, bản này là bản lắp ráp trong nước. Động cơ trang bị 1.4 số sàn, em đang bán 245 triệu. Quay rõ cả biển, khách hàng nhà mình cùng nhìn rõ biển này. Biển là biển 51 nhá. Lớp sơn thì màu trắng đẹp, xe Vedet Avel. Chào bác Hà Đoàn này, chia sẻ cho em Lê Hương lên chị Hà ơi. Chào bác Hùng Nguyễn này. Còn bên đây thì có một em siêu phẩm mang tên là Kia Rio. Kia Rio bản nhập Hàn và là số tự động đẹp biển thủ đô Hà Nội với quan hành trình phía sau. Lớp sơn là màu xanh lòng súng. Màu xám xanh lòng súng, không phải màu đen đâu ạ. Em này là đời 2015, bản nhập khẩu 1.4 số tự động. Em đang bán là 390 triệu. Em quay rõ luôn cả order này. Order chuẩn là em này là 9 vạn rưỡi nhá. Em này thì có cả ga tay tự động này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, một bộ loa trên xe cực đẹp cho em luôn. Màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Em đang bán chiếc xe Kia Rio nhập này là 390 triệu, vẫn thương lượng thêm và lộc ná thêm cho khách hàng nhà mình. Đấy, em này vừa mới về nên là mở ra, mở hết ra. Khách cũng vừa xem xe nên em mở hết ra đem quay luôn này. Kia Rio 390 triệu này. La răng thể thao phanh ABS màu xanh nòng súng đẹp nhé, không phải màu đen xì xì đâu ạ. Cực đẹp luôn, số tự động. Những bác nào thanh niên mà hai vợ chồng đều trẻ trung thì đi ôm em rất là ok luôn, vì là số tự động dễ đi mà. Còn ở đây thì có một em xe Kia Morning. Kia Morning em này là bản cửa lóc đặc biệt, biển 15 Hải Phòng đây ạ. Hải Phòng nó không có lòng vòng đâu. Đèn bi salon này, đèn gầm này, có dải đèn nét này, la răng hoa mai đẹp. Bản này là bản đặc biệt có cửa lóc đời 2011 số tự động cho em ạ. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Bản 1.0 siêu tiết kiệm nhiên liệu, em Hương đang bán là 279 triệu. 279 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng đầy đủ cho em, khẩu lệnh này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này. Em này là bản nhập nên là không chỉ có sấy sưởi kính đó, mà còn có luôn cả sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Và bản này là bản có cửa lóc nhé. Form dáng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cửa lóc đầy đủ cho em. Biển Hải Phòng, xe zin đẹp căng đây ạ. Nếu như gia đình nhà mình hai vợ chồng mà đều bằng số tự động thì đi quá là ok. Chào bác Tăng Thị Minh, chào bác Dương Ngô này, chào bác Tuyền Ngọc này, chào bác Xuân Cường nhé. Các bác đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm này. Con chào mợ Vũ Thảo Nhi nhé. Hôm nay bên em về rất là nhiều xe mà ơi, chia sẻ cho con lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Em về luôn hai chiếc Hải Phòng. Hai chiếc Hải Phòng luôn, biển 15 Kia Morning màu trắng thì em có 279 triệu. Kia Morning màu lông chuột cũng là số tự động cùng đời, cùng bản. Nhưng màu lông chuột thì đắt hơn một chút, em là 283 triệu. Màu cực đẹp luôn. Còn bên đây thì có một em Lacetti CDX bản nhập khẩu đời 2009 này. Lại Lan Hương ơi, chị quay lại Kia Rio nhá. Hôm qua thì mấy bạn ấy đi ba đi lắc nên là không có ở nhà, đây chị quay lại Rio này. Một chiếc xe Kia Rio bản nhập khẩu đời 2015, 390 triệu. Biển thủ đô Hà Nội, nước sơn không phải là màu đen xì đâu mà màu đen xanh lòng súng cực đẹp này. Xi nhan trên gương này, 390 triệu nhập Hàn, động cơ là 1.4 số tự động. Ghế da bên trong này, có tổ hợp phím bấm này, ga tay trên vô lăng này. Màn hình giải trí đầy đủ luôn. Chìa khóa vẫn cắm ở xe. Đấy, chìa khóa vẫn đang chạy cả cắm ở xe này. Đây, Kia Rio đây nhá, số tự động đây, màu rất là đẹp luôn, 390 triệu, vẫn còn bớt nữa đấy, chứ không phải là 390 triệu đâu, vẫn còn bớt được đấy, xe cực đẹp luôn. Và bên đây là một chiếc xe số tự động nữa đây, bản nhập Hàn, đời 2009, động cơ trang bị là 1.6 này, em này là một em CDX, 238 triệu, đã là CDX thì sẽ có cửa lóc này, số tự động này, đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí này. Và em CDX này thì có một cái bộ ghế da cực đẹp luôn. Vô lăng thể thao, cửa lóc đầy đủ cho em. Giá chào bán chỉ có 238 triệu với cái cửa tiền trên 200. Mà đi xe số tự động thì CDX là một trong những sự lựa chọn hàng đầu. Form dáng đẹp thể thao, nhưng nếu mà thời điểm xăng đang đắt như này thì CDX nó sẽ nhỉnh giá xăng hơn, ăn xăng hơn so với Kia Morning. Vì em nó là dòng thể thao mà.
chào bác Nguyên Vũ này, chào bác Bạch Bội Bội này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm cho khách hàng nhà mình nhé. Xe DX thì có 238 triệu thôi. Còn bên đây là một em thương hiệu rồi. Một trong những cái logo mà ăn sâu thương hiệu của đi vào sâu vào cái tiềm thức của người sử dụng Việt Nam này. Là một em Vios. Nhưng mà Vios này là bản CVT, tức là số tự động đẹp ạ. Một chiếc xe Vios bản E xịn số tự động đời 2018, giá chào bán là 448 triệu. Xe cực đẹp luôn, zin cả xe. Đời 2018 form dáng mới của nhà Vios đây ạ. Lước sơn màu đen đẹp, ghế da zin, số máy cũng zin, nội thất máy móc thì cực ngon luôn. 448 triệu, xin nhan trên gương, la răng thể thao cả 4 bánh này, phanh ABS đầy đủ luôn. 448 triệu và em này nếu như bác nào mà kinh tế chưa đủ thì có thể làm trả góp này. Hỗ trợ trả góp đến 50% giá trị xe cho chiếc xe Vios bản CVT đẹp này, bản E xịn nhá. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 1/2023, lước sơn màu đen đẹp. Ở ngoài thì rất là nhiều xe nên em sẽ quay cố gắng một chút rồi em sẽ vào bên trong nhá. Em chào bác Tua Ngọc, chào bác Nguyễn Trung này, chào bác Sang Nguyễn, chào bác Song Nguyễn này và bác Sơn Nguyễn này. Ở đây nếu mà cửa tiền thì có hơn trăm thì có thể đi ghen tra cho em này. 136 triệu hôm nay cắt lỗ luôn, còn 130 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Khách hàng nào thiện chí đến xem xe thì em lại để cho mình một cái giá yêu nữa nhá. Vẫn để lại giá yêu cho mình 136 còn 130. Vẫn bao rút hồ sơ và khách hàng đến xem xe vẫn mang lộc lá đi về hoặc tặng một bình xăng full bình. Em này là một em măng lớt, em măng lớt này thì không được xuất sắc lắm nên cũng không muốn quảng cáo nhiều. Còn đây, một em xuất sắc nữa đây là một chiếc xe Camry. Camry đời 2009 bản nhập đại đây. Số tự động đẹp, biển Hải Dương nhá. Biển Hải Dương như là biển 4 số này, form dáng chuẩn này. Form dáng chuẩn cấp cán bộ cấp cao đây ạ. Một em Camry biển 34. Đèn là đèn bi salon này, có đèn gầm đầy đủ nhá. Camry 2009 bản nhập đài em đang bán là 420 triệu. Số tự động, gương kính thì cụp chỉnh auto cho em. Camry có này, Vios số tự động có này. Có thể nói là bây giờ bên em Lê Hương về rất là nhiều xe đẹp luôn. Camry la răng thể thao nhá, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Nó nói về Camry thì nó là gì? Sang, bền. Và em này thì cũng không hề tốn xăng đâu nhá, vì Camry nó không giống như dòng khác. Máy của nó là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Camry 420 triệu so với giá thời điểm em đăng lên là đang giảm rồi, cắt con này rồi. Cắt giảm con này là giảm mất 20 triệu rồi. Giảm 20 triệu chiếc Camry này còn 420 triệu. Hai mắt cảm biến phía sau, cam lùi, cam hành trình đầy đủ luôn. Xe thì cực đẹp luôn, một chiếc duy nhất mà quá ưng ý khi bắt được chiếc xe này. Nhưng mà để bên ngoài nên em đóng cửa nhé. Em khóa cửa này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có màn hình giải trí này. Số máy cực ngon, ghế da zin, số máy đẹp, Camry. Phù hợp với những bác nào mà yêu thích dòng công nghệ, yêu thích sự sang chảnh thì em nó sẽ phù hợp hơn này. Em chào bác Kim Cầm này, Kiên Cầm, chào bác Trần Dũng, chào bác Nguyễn Giới, chào bác Ngọc Cao, chào Minh Hằng nhé. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Vios số tự động có rồi, Camry số tự động có rồi. Nếu như mà thích dòng xe mà có cái logo đi tán gái nó đỉnh hơn thì em có một em Mẹc này. Một em Mẹc biển Thủ Đô với lước sơn màu xanh nhạt rất là đẹp luôn. Bản này là số tự động Mẹc C250 bản Blue cao cấp này. 10 mắt cảm biến va chạm quanh xe, xi nhan thể thao trên gương, tích hợp luôn trên gương rồi. Một chiếc xe Mẹc C250. Ôi ôi, mở cửa ra. Tắt bật cảm biến này, quanh xe luôn. Giá chào bán là 388 triệu. Mẹc C250 đời 2010. Động cơ trang bị của chiếc xe Mẹc là 1.8 này. La răng thể thao đẹp. Không cần biết là có đẹp trai hay không hay như nào, nhưng mà chỉ cần đi cái chiếc xe này thôi, bước xuống từ chiếc xe này với cái logo thương hiệu thì em đảm bảo là khách hàng mình sẽ lấy được vợ luôn. Nếu mà lấy vợ rồi thì có thể làm lấy thêm cô nữa. Em chào anh Lông Văn Thắng nhé, chào bác Nguyễn Văn Lợi này, chào bác Nghĩa Nguyễn này, chào bác Nguyễn Hà này. 60 khách hàng đang xem livestream của em Lê Hương thì chia sẻ cho em nào. Mỗi khách hàng chỉ cần một lượt chia sẻ thôi. Không cần quá là nhiều lượt chia sẻ cho em đâu ạ, chỉ cần yêu thương em một cách là chia sẻ cho em nào. Một nút chia sẻ thôi ạ. Khách hàng nào mà thường xuyên theo dõi em biết rằng khách hàng này hay quan tâm em. Khi mà chốt xe bên em thì cái giá bao giờ cũng là giá ok nhất có thể nhá. Giá đẹp luôn. Kia Morning với lước sơn màu trắng, số tự động bản nhập khẩu, có cửa lóc màu trắng thì 278 triệu. Còn bên đây một chiếc xe Kia Morning với lước sơn màu này thì em nghĩ là phù hợp với những cái bác là nam thanh niên. Cái tính cách thì nó mạnh mẽ hơn này. Ừ, đẹp lắm Minh Hằng ơi. Nhà bạn là phải mua xe rồi. Cực kỳ nhiều xe đẹp luôn, chia sẻ cho mình nhé. Kia Morning.
Morning màu trắng thì có rồi, thì đây lại có một chiếc xe Kia Morning màu này là gì nhỉ? Màu xám, hay bên em hay gọi là màu lông chuột, để khách hàng thì dễ hình dung này. Cũng là biển 10 năm không lòng vòng như Hải Phòng đấy ạ, rất là dứt khoát luôn. Đèn bi salon này, đèn phá xương này, có dải đèn nét này, đèn gầm đầy đủ, na răng hoa mai dạng mới cho em. Phanh ABS đầy đủ, đăng ký đăng kiểm cũng còn đến tháng 1/2023. Mua ô tô thôi, yêu thương em để chết à. Mua ô tô và chia sẻ cho em những lượt chia sẻ yêu thương. Em chỉ cần nhìn thấy lượt chia sẻ cái là đến lúc bác Bảy Nguyễn mở mua ô tô cái là em để giá đẹp ngay. Tình yêu nó sẽ quy ra bằng tiền anh nhá. Tình yêu sẽ quy ra bằng tiền. Nên là cứ yêu thương em là trên livestream là em sẽ quy ra bằng tiền để tặng khách hàng nhà mình mang về cho bà xã nhá. Một chiếc xe Kia Morning đời 2011 bản nhập khẩu 1.0, em đang chào bán với giá là 283 triệu bản 1.0. Nước sơn đẹp, nội thất máy móc cực tươi đẹp luôn. Gương kính thì cụp chỉnh auto và đặc biệt là em này có cửa lock này. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ. Sấy sưởi kính và có luôn cả sấy sưởi ghế cho em ạ. Nước sơn đây ạ, rất là đẹp luôn nhá. Lắng quá. Em chào bác Minh Đào Trịnh này, chào bác Cường Huế này, chào bác Huy Anh Nguyễn này. Các bác ơi đừng quên chia sẻ cho em nào. Anh Bảy Nguyễn quan tâm số điện thoại, quan tâm mẫu xe nào, để lại số điện thoại cho em. Số hotline của em là gì ạ? 0354602790. Xe-room bên em Hương bày bán tất cả các mẫu xe là địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác chỉ cần bấm ra 51 Thanh Xá Liên Hồng hoặc đến bệnh viện Nhi Gia Lộc, bệnh viện Nhi Hải Dương là em sẽ ra đón mình nhé. Còn ở đây thì em hôm qua em cũng lên về chiếc xe Lacetti, một siêu phẩm Lacetti SE với form dáng thể thao đây ạ. Biển 89, nước sơn màu đen đẹp, form dáng thể thao. Đời 2010, bản nhập hàn xịn, động cơ trang bị 1.6 này. Quay luôn cả đăng ký đăng kiểm tháng 1/2023. Giá chào bán của em này chỉ có 225 triệu thôi ạ. Ghế da thể thao đẹp. Đề lổ em này thì không có đề lổ nhưng độc bộ màn hình to, màn hình xịn này. Ghế da thể thao đẹp Lacetti SE 225 triệu 1.6 nhá. 120 thôi thì đi xe nào nhỉ anh Đắc Hà nhỉ? 120 thì em có Spark luôn. Spark có luôn, 80 triệu cũng có này. Còn bên cạnh chiếc Lacetti SE thì em có cho một chiếc xe bản Crown cao cấp, bản full kịch kể cửa lock đầy đủ này. Hyundai i30 với lớp sơn màu trắng đẹp. Giá chào bán chỉ có 308 triệu, có đèn LED này. Đèn pha đầy đủ là đèn halogen kết hợp với đèn bi nhá. Đèn gầm cũng có rồi, xin nhan trên gương. i30 bản full kịch đời 2009 nhập hàn em đang bán là 308 triệu. Bạn này có cửa lock đầy đủ này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, ghế da này. Ghế da zin nhá, theo năm tháng thì có hơi cũ một chút nhưng mà còn rất là đẹp, không hề bị sờn rách quá nhiều, gọi là ngồi lên thì ít nhiều nó cũng có một chút xuống cấp thôi. Màn hình ZTEC xịn này, sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. 308 triệu cho chiếc xe siêu phẩm i30. Khách hàng nào mà yêu thương lắng như thế này để luôn cái lẻ, vất cái nẻ đi, để luôn cái tròn. Còn 300 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Cam hành trình, cam lùi, cảm biến đầy đủ cho em, la răng thể thao và phanh ABS. i30, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp, 308 triệu, cắt nẻ đi. Cắt nẻ thì còn bao nhiêu, còn 300 vẫn bao rút hồ sơ. Chào bác Hà Hiện này, chào bác Cường Nguyễn này, chào bác Nguyễn Quang Tuyến này. Các bác đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em nhé. Còn nếu như khách hàng nào mà quan tâm về Vios, với một chiếc xe Vios biển 38 với lớp sơn màu đen đẹp này. Một chiếc xe Vios bản này là bản limo, nhưng mà em nó lưng lên thành E rồi, có thể gọi tắt là E. Đời 2008, động cơ trang bị 1.5 và giá chào bán chỉ có 179 triệu mà đầy đủ option cho em. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí, cam hành trình, cam lùi, ghế da thì em cũng bọc lại bộ ghế da mới rồi. 179 triệu, nay còn 100 bao nhiêu? 100 bao nhiêu các bác muốn mua với giá 100 bao nhiêu thì bình luận vào đây cho em. Để cho mình một cái giá thương lượng này. Vios 179 triệu với nước sơn màu đen đẹp, biển là biển 38 này. Bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình khi mua xe BMW Lê Hương nhá. Và xe thì em cũng cam kết là không đâm xô và không ngập nước nên các bác cứ yên tâm thôi. Còn dưới 100 triệu thì các bác có thể mua cho em một chiếc Spark với nước sơn màu xanh lá đẹp. Spark nước sơn màu xanh lá đẹp đẹp, một chiếc Spark van biển 20. Đèn pha thì em thay cho bộ đèn pha cực sáng luôn. Mới quắc này, lên cả la răng, dù là 85 triệu thì cũng phải có la răng thể thao đẹp, màn hình giải trí đầy đủ luôn.
Ghế da là một cái bộ ghế da kết hợp với màu đen và màu đỏ, rất là nóng bỏng luôn này. 85 triệu động cơ trang bị 0.8, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em, còn không bằng một chiếc xe máy Lovo khách hàng mình đang đi đâu ạ. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. 85 triệu có ô tô đi, điều hòa mát lạnh nhá. Con em này thì đứng đầu, đứng cuối cùng về giá này, hay còn gọi là em út này. Một chiếc Spark với cái giá trị chỉ có 65 triệu. 65 triệu có xe đi, 85 triệu đã rẻ rồi. Nhưng mà cái em màu trắng này là em út trong nhà với cái giá chỉ có 65 triệu thôi. Với những dòng xe này thì không hề có nhiều cái cầu kỳ option gì cả. Quan trọng là bốn bánh quay đều, còi quay, mưa thì biết gạt và điều hòa thì mát lạnh. Chỉ có 65 triệu thôi, vẫn bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Một em Matiz đây ạ. Các bác nhìn là nước sơn màu trắng đẹp này, 65 triệu có xe đi. Bốn bánh quay tít mù, bóp còi là kêu. Cứ đạp ga là chạy thôi. Điều hòa được cái là mát rét run luôn. Qua bên đây thì có một em Kia Morning nữa đây, với nước sơn màu bạc biển 37 này. Kia Morning và Hyundai i10 thì bên em Lê Hương rất là nhiều. Còn em này thì cũng mới về đây. Em này cũng chỉ có 128 triệu cho chiếc xe Morning bản full đồ. 128 triệu đời 2011, động cơ là 1.1 nhá. Bản này là bản full đồ cho em đây ạ. Chào anh Tô Vích à. Chào anh Tô Vích, chào bác Tân Dương. Bác Tân Dương này chia sẻ cho em Hương lên nào. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Và để lại số điện thoại cho em nếu như mà ưng bất kỳ một mẫu xe nào bên em ạ. 125 triệu có Morning đi, 65 triệu có Spark đi. À, 85 triệu có Spark đi, 66 triệu có Matiz đi. Quá là nhiều giá trị xe mà từ cái đời rất là rẻ này, đầu xe rất là ít tiền thôi đã có ô tô đi rồi. Bên đây thì em có một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động gầm cao đây nhá các bác nhá. Một chiếc xe Kia Sorento to đùng vật vã luôn, nước sơn màu đen đẹp đời 2009 này. 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động đây ạ. Kia Sorento với nước sơn bên ngoài là màu đen, bên trong cũng màu đen. BT50 ạ, BT50 thì em đang về nhá anh Hoàng Tử Bonsai nhá. Còn bán tải bên em thì nhiều, BT50 thì em đang mới về một chút nữa thì em sẽ quay nhá, em chưa cập nhật được giá rồi. Kia Sorento là tổ hợp phím bấm chân vô lăng đầy đủ cho em này, auto tự động luôn. Ghế là ghế chỉnh điện đầy đủ nhá, 375 triệu. Spark Van tiếp nữa đây ạ, một chiếc Spark Van với nước sơn màu bạc cũng có 85 triệu thôi, đời 2010. Còn nếu như mà xăng đắt thì các khách hàng nhà mình có thể quan tâm cho em một chiếc xe đi bằng dầu đi. Một siêu phẩm Santa Fe bản Gold cũng là biển Hải Phòng này. Santa Fe như em này là bản Gold máy dầu đời 2002 và đăng ký lần đầu nhập lăn bánh là 2007 này. Bác Lê Mạnh, bác Hùng Lê Mạnh ơi, bác để số điện thoại là bác đang quan tâm về số mẫu xe nào bên em ạ. Em sẽ chụp lại số điện thoại nhá. Một chút nữa xuống livestream thì em sẽ alo cho bác ngay. Bác Lê Mạnh Hùng là đang quan tâm mẫu xe nào bên em ạ. Chào bác Đình Kiều này, Đình Kiêu này. Santa Fe bản Gold máy dầu nhập khẩu số tự động đẹp bản 2.0 em đang bán là 225 triệu 7 chỗ ngồi. Xăng đắt thì các bác có thể đi máy dầu cho em. Dù là xăng hay là dầu thì đều có điểm yếu và cũng đều có điểm mạnh. Nếu như đi máy dầu thì có thể tiết kiệm được nhiên liệu, tiết kiệm được kinh tế. Thì em nó cũng có một cái điểm yếu là nó hơi yếu và cũng như là hơi ồn. Nó sẽ yếu hơn một chút so với máy xăng. Còn máy xăng thì vì bây giờ xăng đang đắt thì em nó sẽ tốn hơn. Nhưng điểm mạnh của em nó là khỏe và êm hơn. Đấy là những cái điểm yếu và điểm mạnh khi các bác đi mua xe máy dầu nhá, hoặc máy xăng. 5 chỗ gầm cao mà sáng nay em đã quay lên, đấy chính là một M4 EcoSport. Nhưng em này là bản Titanium cao cấp nhất, form dáng mới đời 2018 này. Đối với đời 2018 này thì sẽ có cả mắt cảm biến phía trước và có cả mắt cảm biến phía sau. Form dáng mới, cửa lóc túi khí an toàn quanh xe, ít nhất là 6 túi khí an toàn này. Màu rất là đẹp luôn, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Hệ thống đèn pha các bác nhìn này, cái cụm đèn pha thiết kế là quá nhiều cái chế độ luôn. Sấy sưởi kính có đầy đủ cho em, điều hòa mát lạnh luôn, ghế da zin, máy số zin. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, 535 triệu đời 2018, bật mí cho những bác nào mới lấy vợ, mới làm nhà, kinh tế còn ít mà muốn mua xe đời cao. Thì em có thể hỗ trợ trả góp cho mình tới 50% giá trị xe cho những đời xe như thế này. Còn bên đây thì em có một em siêu phẩm này. Một em siêu phẩm CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đẹp xuất sắc luôn. Em này thì có đèn bi salon kết hợp với đèn halogen này, đèn phá xương này.
đèn dưới cũng là đèn gầm, được phía trước là có hai mắt cảm biến va chạm rồi. Xe DV đời 2009 nhập khẩu bản 2.0 em Hương đang bán là 408 triệu. 408 triệu là giá em Hương đang chào bán này. Khách hàng nào quan tâm mà muốn mua giá như thế nào thì bình luận phía dưới cho em, hoặc kết nối qua Zalo cho em. Xe DV 5 chỗ gầm cao thương hiệu đình đám đến từ nhà Honda đấy ạ. Biển 34, bản này gỡ lóc 2.0. Cảm ơn bác Sim Vũ nhé. Sim Vũ i10 em nhiều lắm, đợi em một chút nhé. i10 số tự động thì em có đây. i10 Grand đây, Grand i10 số tự động đời 2014 bản nhập ấn này, giá chào bán chỉ có 295 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Nếu như bác Sim Vũ mà yêu thích chiếc xe này vì là nữ mà, số tự động đẹp, dễ đi thì em để luôn cho mình là 285 triệu, tức là bớt luôn 10 triệu trên livestream, không cần phải mặc cá gì đâu ạ. Giá em Hương bán ra là báo sát giá rồi. Báo sát giá rồi, chứ không phải như mọi nơi người ta cứ nói thách lên 50 triệu, 30 triệu để bớt cho khách hàng cho sướng, không phải đâu ạ. Bên em là bấm sát giá luôn. Nên là khách hàng mua xe bên em không bao giờ sợ bị hớ khi là mua phải xe là không may là không biết cách mặc cả là sẽ bị đắt đâu nhá. Không hề có chuyện đấy đâu ạ. Chào em gái nha, nay thời tiết Hải Dương ấm không em? Anh ơi ấm lắm, áo lắng này, kín mít luôn như ninja. Còn bên đây thì em, i10 em nhiều nhá, cùng em xem hết buổi báo giá livestream này, i10 em nhiều lắm. Trên dưới hơn 10 đầu xe cơ, kể cả Morning nó phải hơn 20 đầu xe cơ. Bản i10 và Morning. Lacetti SE với giá trị xe tiền chỉ có 190 triệu này. 190 triệu có Lacetti bản nhập khẩu đi này. Quân niềm tự hào của em hôm nay là gì ạ? Là bắt được một chiếc xe Kia Rio bản nhập Hàn, số sàn biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng cực đẹp luôn. Nói thật là nếu như là nữ mà chân dài hay các bác nam thanh niên đi cái dòng xe Kia Rio nhập Hàn thì cực phê cho em luôn. Không chỉ sở hữu một cái ngoại hình đẹp mà số máy thì cực ngon. Em này động cơ nhiên liệu thì có một chấm, động cơ trang bị là 1.4. Nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu cũng không có nhiều đâu, không tốn nhiều đâu ạ. Lubira nào không? Bác Bảy Nguyễn ơi, con Lubira. Em chưa hình dung ra con Lubira là con nào, vì bên em ít làm những dòng xe như vậy nên em tự nhiên em không hình dung ra con xe như nào. 325 triệu cho chiếc xe Kia Rio màu trắng đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc nhé. Các bác ơi, nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ trang bị 1.4, giá chào bán 325 triệu trong livestream ngày hôm nay. Một niềm tự hào này nhá. Em bớt này là để lấy vía lấy may thôi, chứ không phải làm sao mà bớt nhiều này. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream ngày hôm nay, vẫn bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình cho chiếc xe Kia Rio nước sơn màu trắng đẹp này. Vì em nghĩ xe đẹp như thế này các bác nam thanh niên đi rất là ok luôn. Đi làm duyên với gái còn đẹp nữa nè. Bản nhập Hàn nguyên 2015, số sàn cực đẹp luôn. Còn bên đây thì có một chiếc xe, và chiếc xe Vios bản E-Sit đời 2009, sơn si sạch đẹp rồi, số máy thì cực ngon luôn. Bản E-Sit đời 2009 em đang bán là 208 triệu cho chiếc xe Vios màu đen. Bản này là bản E-Sit nhá. Vios thì bao giờ nó cũng lành hơn, ví dụ như là đi thì tiết kiệm nhiên liệu và lành. Nhưng mà cái hình dáng của em nói thì cũng không được sang như những dòng nhập khẩu như kiểu là Kia Rio. Kia Rio lại cũng rất là lành. Ôi đuôi. Ôi ôi, em bị chập chờn rồi, em xin lỗi nha. Các bác xem nào, em được chưa ạ? Không phải là mạng chập chờn đâu, mà điện thoại của em nó ra bên ngoài, nó bị nắng quá. Nó báo cảnh báo, nó cho dừng không cho phát nữa, nên em phải chui vào trong ngay. Em phải chui vào trong ngay. Các anh xem lại, anh Trượt Bạch ơi xem lại hộ em là mạng ok chưa ạ? Không phải là mạng chập chờn anh ạ, mà điện thoại của em nó đứng ngoài nắng. Người thì chịu nắng được nhưng iPhone không chịu nắng được. Nó báo cảnh báo, phải lấy lón là quạt cả điện thoại đây người. Đấy mới chán thế này. Lai tối thì mưa. Chào bác Nguyễn Phương Đức này. Chào bác Tiến Phát, anh Bảy Nguyễn ơi, em thấy mạng ok rồi nhá. Chào bác Sơn Xìn này. Chào bác Nguyễn Dũng, chào bác Trung Kiên, chào bác Hải Vũ này. Các bác ơi, chia sẻ vào lại cho em nhé. Xong rồi chia sẻ lại cho em. Em còn phải lấy lón quạt điện thoại đây. Không phải là do mạng đâu, mà do thời tiết Hải Dương nó nắng quá. Khi em báo này là hoạt động mạng liên tục nên là nó bị nóng quá, nên nó bắt dừng lại đấy ạ. Chào bác Quang Bằng này. Còn ở đây thì em có một chiếc xe i10 255 triệu. Bản này là bản đủ đẹp cho em, đời 2016 nhá. Bản 1.0, sổ bản nhập khẩu đây ạ. Mạng ok rồi, em cảm ơn anh. Không phải do mạng đâu ạ, mà do máy của em nó nóng quá. Đứng ở ngoài nắng nó nóng quá nên là nó không cho quay ấy. i10 bản nhập khẩu đây ạ. Bản này là bản đủ 1.0, 255 triệu, đời 2016 đẹp, động cơ là 1.0 đi nhá các bác nhá. Thời điểm này mà mua i10 bên em thì quá là đỉnh luôn, vì rất là nhiều xe i10.
quay rõ cả biển số này, bản đồ có 4 mắt cảm biến này, đề lồ thông minh, màn hình giải trí xi nhan trên gương và hai tay nắm cửa để có nút mở một trạm thông minh này. Hai bánh trước là phanh ABS đầy đủ cho em Hương nhé. 255 triệu cho chiếc xe i10 bản đồ đẹp bên em đây ạ. Em đứng hơi xa một chút là vì chỗ này nó bị lắng, em ra lắng phát là máy nó nóng đã không cho like nữa. Còn ở đây thì em có một em đỏ này, cảm ơn anh Cường Móm này, cả chào bác Phương Minh này. Các bác chia sẻ giúp em nào, tự dưng mạng nó chập chờn phát là khách hàng lại không xem được, lại ao ra hết rồi. Chia sẻ họ em lên để khách hàng biết rằng mạng của em Lê Hương ok rồi, để khách hàng vào xem cùng em nhé. Một chiếc Mazda 3S màu đỏ đẹp đời 2009 này, bản nhập khẩu, máy số zin. Ghế da cũng là ghế da zin nhưng mà theo năm tháng thì hơi xấu một tí này. Bác nào mà yêu thích em Mazda đỏ này, 285 triệu bản nhập khẩu 2.0 số tự động thì em lại tặng cộng thêm cho một bộ ghế da đẹp nhé. Bản này có cửa lock đầy đủ này, đèn là đèn bi, màu sơn là màu sơn đỏ đẹp luôn, đỏ tươi luôn, rất phù hợp với những người mà có tính cách mạnh mẽ năng động này. Còn bên đây thì có một em Corona Antis đời 2010, em này cũng là số tự động đẹp đấy ạ. Vậy là bây giờ bên em này tự hào nó có một chiếc Vios tự động này, một chiếc Corona Antis tự động này, một chiếc Camry tự động này. Đấy, nếu như bác nào mà đã từng đi cái dòng xe đến từ nhà Toyota thì ba cái chiếc con cưng nhà Toyota sản sinh ra, Vios này, Camry này và Corona Antis này, ngồi đồng cối đá này, thương hiệu ăn sâu vào tiềm thức khách hàng Việt Nam đấy ạ. 395 triệu đời 2010 số tự động bản 2.0. Có Camry đẹp này, có Corona Antis này và có Vios này. Với giá trị chỉ hơn 400 một chút thôi là có xe đẹp đi rồi. Em chào bác Ngô Bá Hùng này, chào bác Trung Tiến này, chào bác Pháp Vân này, chào bác Trần Tuyến này, chào bác Phạm Vân này, rất là nhiều khách hàng đang quan tâm rồi, khách hàng đã vào lại cùng em rồi. Còn bên đây thì em có một chiếc bán tải với lớp sơn màu trắng đẹp, một chiếc bán tải Nissan Navara. Hôm trước thì em có hai chiếc, một chiếc màu xanh và một chiếc màu trắng. Thì chiếc màu xanh thì là dọn dẹp xong sạch sẽ lúc trước thì là đã lấy chồng rồi. Còn em này sinh sau đẻ muộn thì bây giờ mới xong đây, gọi là mới dậy thì đây, giờ mới dậy thì xong. Nissan Navara biển thủ đô đẹp với nước sơn màu trắng đẹp nhá. 535 triệu đời 2017 ạ. 535 triệu đời 2017. Xin phép khách hàng cho em xin miếng nước đã, khát nước quá. Nói nhiều em khát nước quá, xin miếng nước đã. Nissan Navara với lớp sơn màu trắng đẹp đời 2017 này, 535 triệu số tự động, một cầu bản này 2.5 và là máy dầu cho em, xin nhan trên gương đẹp, ghế da đẹp hai màu, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Chiếc Nissan này em đang bán là 535 triệu và bật mí cho khách hàng nhà mình, nếu như mà chồng mình hay bản thân mình là một kỹ sư cầu đường, công trình công trường, mới lấy vợ hoặc là mới xin được việc mà muốn mua một chiếc xe Nissan Navara để chạy công việc của mình, thì em bật mí là em này em có thể hỗ trợ cho mình đến 60% giá trị xe. Đấy, nói chung là tuổi trẻ là những cái mà phải là đam mê, nó có những cái là phải đầu tư, có những cái là phải vay mượn thêm. Thì em Nissan Navara này thì em sẽ hỗ trợ cho mình đến 60% giá trị xe cho những bác nào thanh niên mới lấy vợ hay là mới ra nghề mà chưa đủ kinh tế này, mà vẫn có muốn một chiếc xe bán tải để phục vụ công việc của mình nhé. 535 triệu bác nào mua trả thẳng thì em vẫn bớt cho mình độc lá nhiều, còn bác nào mà chưa đủ được điều kiện thì em có thể cho mình một cái giá là hơn 200 thôi, còn đâu là 200 đi, còn đâu là ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình để mình có một cái vốn làm ăn này. Còn bên đây là một chiếc bán tải nữa đây ạ, một chiếc bán tải Ford Ranger đời 2013, toàn xe đẹp nhưng ít tiền quá. Vâng anh ơi, nói chung là xe thì nó có nhiều loại xe lắm, vài chục triệu cũng có, quan trọng là mục đích sử dụng là của mình là gì. Như khi mà em bán hàng thì em thấy là rất là nhiều khách hàng rất là thanh niên, làm về công trình, công trường, rất yêu bán tải. Thì em cũng hiểu tâm lý chung này, nên là em luôn kết nối với những bên ngân hàng, lãi suất thấp nhất này, thủ tục đơn giản nhất để khách hàng nhà mình có thể là vẫn mua được xe, xong là khởi nghiệp lên từ chiếc xe trả góp này. Rất là nhiều bác mua xe trả góp nhưng về làm ăn là rất phát đạt, chỉ có 1 năm, 2 năm là đã chuộc lại được xe rồi, gần như là mua được xe rồi mà làm thêm được rất là nhiều việc nhé. Nên là trả góp nó không phải là một cái gì xấu hổ cả, nó chỉ là giống như một cái hình thức là mình là vay mượn làm vốn thôi. Nên là những bác nào mà có mục đích sử dụng mà kinh tế chưa đủ thì mình vẫn có thể làm trả góp này. Còn bên đây thì em có một chiếc xe Kia Morning mới về này, biển Hà Nội, nước sơn này gọi là màu xanh gì nhỉ? Xanh nõn chuối à? Hay là xanh cốm, nhìn rất là ngon mắt luôn.
nhìn dốc giống như là một chiếc cốc hạch luôn. Một chiếc xe Kia Morning. Điều đặc biệt là em này là số tự động này. Số tự động bản nhập khẩu 1.0 đời 2006. Em Hương đang bán là 160 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Số tự động mà chỉ có 160 triệu thôi. Hai vợ chồng đều là bằng B2 thì đều đi ok này. B1 cũng đi ok cho em này. Kia Morning 160 triệu. Form dáng cực đẹp luôn. Màu xanh này là màu xanh lõn chuối này. Bản này là bản 1.0, có đầy đủ cho em là 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này, cam lùi đầy đủ cho em. Xin nhan có gạt chắn mưa này, đầy đủ vỉ chắn mưa rồi. Form dáng thì rất là yêu luôn, thể thao mắt mắt luôn. Ghế da các bác nhìn cho em này, nội thất bên trong cũng cực kỳ sạch sẽ và đẹp luôn, chắc chắn luôn, không hề rách vỡ mục mọt. Gầm bệ cũng không mục mọt gì, màn hình giải trí cỡ vừa. Quan trọng là điều hòa mát, số máy ngon. Và giá thì chỉ có 160 triệu, nhưng mà đặc biệt là em này là số tự động này. Quá là rẻ luôn. Các bác cứ phải nghĩ là 2-300 triệu mới mua được xe số tự động. Thì Kia Morning bên em đây ạ, biển thủ đô Hà Nội mới nhập đội luôn. Cam hành trình đầy đủ này. Nhiều khách hàng cứ thắc mắc là sao xe đẹp thế mà họ bán đi. Đơn giản là vì với mục đích sử dụng không phù hợp, hoặc là người ta có kinh tế hơn họ sẽ lên xe. 50 ạ, anh Ly Đông Chun. Ly Đông Chun ơi, anh 50 triệu thì em không có, nhưng mà 65 triệu thì em có nhá. Thêm 15 triệu nữa thôi là đi có Matiz đi rồi anh ạ. Chào anh Hà Dương này. Chào anh Luân Chi này. Chào bác Thuận Lê này. Chào bác Châu Trinh này. 65 triệu là có xe đi rồi. Cố lên một chút nữa thôi. Mà có Matiz màu trắng đẹp đi nhá. Hoặc nếu như thì đây, bên đây em có một chiếc xe Kia Rio nữa này. Kia Rio bản nhập khẩu số tự động đời 2016 đây. Em đang bán là 395 triệu 1.4. 395 triệu đây ạ. Matiz đi rồi. Nếu như Matiz đi rồi thì với cái tòi 55, với cái tầm tiền 50 triệu thì chỉ đi được Matiz thôi anh ạ, chứ không thể đi được sở Bắc hay là những cái dòng kia. Vì nếu như những cái dòng sở Bắc mà 50 triệu thì không thể đi được, thì vừa đi vừa đùn rồi. Nếu như mà giá trị tiền mà chỉ có 50 triệu đi sở Bắc thì xe không thể đi được anh nhé. Quá là xấu. Nó phải chọn lọc, nó rẻ thì có rẻ, nhưng làm sao vẫn phải đi chứ, nếu mà vừa đi vừa đùn thì không đi được anh ạ. Kia Rio thì em có số tự động bản nhập khẩu đây. Đời 2016 nhập khẩu 1.4, em đang bán là 395 triệu. Số tự động đẹp. Xin phép nghe điện thoại cái, chào bác Anh Bông này. Chào bác. Alo ạ. Cho xem điện thoại ạ. Dạ. Dạ vâng, em Lê Hương đây chị ơi. Cho em xin một tầm 15 phút nữa em gọi lại nhá, vì em đang live stream ấy. Chị đang quan tâm mẫu xe nào? Dạ dạ ok chị, dạ dạ chào chị, dạ dạ. Dạ đang live stream, có khách gọi xin phép nhé. Đây rồi, đây em đây rồi ạ. Chào bác Văn Khương này, chào bác Nguyễn Lan này. Anh Ly Đông Chun ơi, nếu như mà tầm 50 triệu thì em bên em không có, nhưng mà tầm 65 triệu thêm 15 triệu nữa thôi. Thôi, trên live stream mà thêm 13 triệu nữa thôi anh ạ. Xe cỏ mà, thêm 13 triệu đó là có Matiz đi anh nhá. Kia Rio nhập khẩu bên em đây ạ. Anh ơi, 395 triệu. Anh kết nối Zalo cái số này. Xong rồi hỏi khách em là đang nghe gì, em đang live stream. Đưa máy anh thì em đọc bình luận. Rất là nhiều xe luôn hả? Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Kết nối Zalo xong hỏi khách. Hỏi xong là hỏi khách nó xem quay xem thế nào. Tại vì khách đang gọi nên em xin phép nhé. Còn bên đây thì em quay tiếp này. Một chiếc xe CDX đời 2009 này. Bản này cũng là bản nhập khẩu đẹp. CDX màu đen đẹp nhập khẩu nhá. Đã là CDX thì có la răng thể thao, phanh ABS, xi nhan trên gương đầy đủ cho em. Và em này thì có cửa lóc đầy đủ này. Giá chào bán là 255 triệu cho chiếc xe CDX nhập Hàn, động cơ 1.6 này, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, và đặc biệt là em này có cửa lóc đầy đủ cho em ạ. CDX thì là một trong những cái dòng xe mà trên 200 triệu khách hàng quan tâm rất là nhiều. Vì là số tự động, xong lại còn là bản nhập khẩu nữa. Rất là nhiều thanh niên hay khách hàng quan tâm. Vì giá trị xe vừa thôi nhưng mà mua được một chiếc xe nhập Hàn, chất lượng cực kỳ ok. Điểm yếu của em này là so với thời điểm hiện tại thì em nó sẽ hơi ăn xăng hơn những dòng xe khác. Ví dụ như mà tính kinh tế như Kia Morning thì em này nó sẽ ăn xăng hơn Kia Morning. Nhưng để về form dáng, để về độ bốc thì em này nó sẽ bốc hơn Kia Morning rất là nhiều luôn.
Còn bên đây thì em có một chiếc xe Hyundai Sonata đời 2009 bản nhập khẩu này. Em Hương đang bán là 288 triệu cho chiếc xe Hyundai Sonata nhé. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Hyundai Sonata, em chào bác Khánh Hòa này, chào bác Hoàn Nguyễn Giang này, chào bác Uy Nguyễn Văn Uy này, chào bác Nhạc Trương, Nhạc Dạp Thương Ánh này. Nếu như 7 chỗ thì em rất là nhiều máy xăng, nhưng chỉ một chiếc duy nhất là rất là nhiều máy xăng, ví dụ như Innova, Captiva 7 chỗ em rất là nhiều, nhưng một chiếc duy nhất số tự động đẹp mà 7 chỗ ngồi là một chiếc xe Kia Zondo. Một siêu phẩm Kia Zondo đời 2014 và em này bản nhập khẩu, động cơ trang bị là 1.7 ạ. 468 triệu cho chiếc xe Kia Zondo 7 chỗ ngồi bên em. Và điều đặc biệt là em này là máy dầu. Máy dầu xin nhan trên gương đầy đủ cho em ạ. Màn hình giải trí, đề lổ thông minh, ghế da đẹp, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ga tay tự động có rồi. Ghế da thì đẹp căng luôn. Cam kết là không đâm xô, không ngập nước. Ví dụ đi gia đình hay đi dịch vụ thì đều ok. Vì em này là máy dầu. Trong thời điểm hiện tại thì máy dầu là vẫn là một trong những cái sự lựa chọn hoàn hảo nhất ạ. Bán tải Ford Ranger đời 2013 em đang bán là 415 triệu bản nhập khẩu nhá. 2013 thì không làm trả góp được. Giá trị xe thì hơn 400 rồi, nhưng mà nếu đời 2013 thì ngân hàng không hỗ trợ được, nên trước này em không hỗ trợ được rồi. Nếu như khách hàng mà thích Kia Morning này, nhiều khách hàng cứ nghĩ là Kia Morning màu vàng thì sẽ không đẹp hoặc là như thế nào, thì đây em cũng nói luôn này, một chiếc xe Kia Morning, bản này là bản lắp ráp trong nước đời 2016, nước sơn là màu vàng zin đẹp đây ạ. Em Lê Hương đang bán là 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu vàng zin đời 2016 mà giá chỉ có 215 triệu nhá. Morning nhiều, Hyundai i10 em cũng nhiều. i10 thì em lại có tiếp này, em quay rõ cả biển số này. Một chiếc xe Hyundai i10 biển 37A. Biển 37A đời 2016. Em này 2015. Đời 2015 giá chào bán là 328 triệu. Điều đặc biệt là em này vì là số tự động nhá các bác nhá. Nên là đời 2015 giá trên 300 một chút này. 328 triệu, nước sơn màu trắng đẹp cho em. Bản này là bản đủ 1.2, số tự động. Ghế da đầy, ghế da cao cấp, màn hình giải trí xịn, Bilotic đề lổ thông minh. Tổ hợp phím bấm mà có phím bấm trên vô lăng này. Có màn hình giải trí này, gương kính này cụp chỉnh auto. 2015 bản nhập khẩu. Bản nhập khẩu ạ, 328 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản đủ 1.2. Bản đủ nhá, đầy đủ cho em là đề lổ thông minh, màn hình giải trí. Cam hành trình có, cam lùi có và có cả 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Còn nếu như các bác ở khu vực nào là vừa cao hoặc vừa trũng mà xe sợ ngập nước mà đi thì sợ tốn xăng, thì em có hai chiếc xe Isuzu. Isuzu đời 2003 140 triệu máy dầu. Isuzu 160 triệu đời 2006 cũng là máy dầu cho em. Máy dầu dành cho những bác nào mà vùng cao này hoặc là vùng nước trũng này, thì chân em nó dài như thế này thì không sợ nước đâu, không sợ bị nước đâu ạ. 160 có Isuzu Highlander, 130 có Isuzu máy dầu. Hai chiếc đều là máy dầu cho em. Em chào bác Khương Nguyễn Văn này, chào bác Hoạt Động này, chào bác Minh Vũ này, chào bác Phạm Ninh. Còn 7 chỗ số tự động thì em có cả Mazda Fremacy. Mazda Fremacy đời 2003 số tự động, xe 7 chỗ ngồi đẹp đây, 162 triệu cho chiếc Mazda Fremacy ạ. Chào bác Phạm Linh nhá các bác ơi. Mạng bây giờ em thấy ổn định rồi mà, em chào bác Văn Đường này. Các bác đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm này. Thời điểm hiện tại thì bên em về i10, Kia Morning và Vios là chiếm đầu luôn, và cả về CDX nữa, số tự động. 5 chỗ gầm cao em cũng có nhiều, bán tải em cũng có nhiều luôn và đều làm trả góp được. Còn bây giờ là trước mắt khách hàng nhà mình là một chiếc xe Ford Fiesta, số tự động đẹp đời 2011. Bản này là bản lắp ráp trong nước này. 280 triệu cắt lỗ còn 270, tức là giảm luôn 10 triệu đồng trên livestream này. Khách hàng nào đến xem xe vẫn phun cho mình một bình xăng đi về và vẫn bao rút hồ sơ. Đặc biệt đối với em Ford Fiesta nước sơn màu đỏ đây ạ.
Em này là số tự động biển thủ đô Hà Nội. Đơn giản là vì em này là về đây được tầm nửa tháng rồi. Bình thường bên xe bên em Hương chỉ về trong một tuần thôi. Còn cứ em nào mà làm 7 đến 10 ngày mà lâu lâu là em cắt ngay. Ford Fiesta 280 còn 270 vẫn bao rút hồ sơ. Số tự động đẹp, bản lắp ráp trong nước đầy đủ cho em, đề lộ thông minh. Màn hình giải trí em cũng lên rồi nhá, và đặc biệt là nước sơn màu đỏ ạ. Các bác có mua số tự động cho vợ cũng rất là ok luôn. Chào bác Nguyễn Tiền, chào bác Đăng Chiến này. Các bác ơi, đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ nào. Số điện thoại của em là 0354602790. Nhấc máy lên và gọi cho em đi ạ. Kết nối Zalo, em gửi cho mình hình ảnh và video mà mình quan tâm về mẫu xe. Bên đây thì em lại có i10, rất là nhiều i10. i10 bản này là bản đặc biệt này vì em này là bản sedan. i10 bản sedan 2 đầu, bản nhập khẩu đời 2015, bản 1.2, em đang bán là 238 triệu. Ngày xưa khi mà chưa bán ô tô, em nghĩ những dòng xe đẹp như thế này, ngoại hình đẹp như thế này em nghĩ phải là rất là nhiều tiền. Nhưng giờ bán ô tô rồi, em mới thấy rằng giá trị xe ô tô ở Việt Nam quá là rẻ luôn. 238 triệu có i10 nhập khẩu đi, số sàn đời 2015. Trong dòng xe cỏ và xe lướt thì đời 2015 là rất là cao rồi. Biển 34 này, nước sơn màu trắng đẹp. 238 triệu bản 2 đầu. Không sợ bị là chim cánh cụt nữa rồi. Ốp hết mạ chrome, tay nắm cửa, lẹp chân kính này. Màn hình giải trí có luôn, ghế da là ghế da vải nhá. i10 238 triệu, nước sơn màu trắng đẹp. Em quay rõ cả biển số để khách hàng nhà mình cùng nhìn. Khi mà muốn mua xe nào thì chụp lại biển số hỏi thì em sẽ dễ trả lời hơn. 5 chỗ ngồi gầm cao thì vừa em có quay một chiếc xe Eco nhưng đời 2018 mà giá trên 500. Thì ở đây em có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao cũng là dòng Eco Sport này. Ford Eco Sport đời 2015, số tự động và em đang bán là 385 triệu. Động cơ cũng là 1.5 nhé, bản này cũng có 6 túi khí an toàn. Ghế da đẹp, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí cỡ vừa. Giờ đây các bác nhìn là trần da 3D, em đang quay từ khu vực cốp quay lên. Đã là Eco thì sẽ mở cốp ngang cho em nhé. Eco sẽ mở cốp ngang, xi nhan trên gương, túi khí an toàn quanh xe. 385 triệu đời 2015. Còn bên đây thì em có một chiếc xe cờ đuôi, Chevrolet cờ đuôi biển Hải Phòng đời 2011. Bản lắp ráp trong nước, số sàn 1.6, em đang bán là 240 triệu. 240 triệu có Chevrolet cờ đuôi đi nhé các bác nhé. Nước sơn màu đen đẹp, rất là nhiều xe luôn mà em chưa quay hết được. 5 chỗ ngồi gầm cao, còn có cả túc sần nữa cơ. Em sẽ đi tắt sang bên góc bên này vì góc bên này cũng còn rất là nhiều xe. Một chiếc xe ghét số sàn đời 2009, em đang bán là 158 triệu. Bản này là bản nhập khẩu, ghét số sàn biển thủ đô Hà Nội. 158 triệu đời 2009 này, nhập khẩu số sàn. Động cơ trang bị là 1.1 biển thủ đô nhá. Các bác nào mà hơn 100 triệu một chút, tầm 150 thì có xe ghét đi rồi. 158 còn luôn, để cắt luôn lỗ 8 triệu luôn, tặng luôn. Còn 150 vẫn bao hồ sơ. Còn số tự động đẹp thì em có Kia Morning đời 2010 bản nhập khẩu nữa đây. Kia Morning biển 88 Vĩnh Phúc 235 triệu đời 2010, nhập khẩu 1.0, số tự động, nước sơn màu vàng đẹp. Màu vàng zin đẹp nhé, nói không với đổi màu có hàng nhé. Vì em này là bản nhập Hàn, không chỉ có sấy sưởi kính mà có luôn cả sấy sưởi ghế cho em. Mua về cho lóc nhà nhà mình, đưa đón con đi học, đưa đón ông bà khám chữa bệnh thì quá là ok luôn. 2010 số tự động 235 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Innova hôm nay em mới về một chiếc xe tư nhân đời 2010, hơn 200 một chút thôi anh ạ. Vừa mới về, vừa mới cập bến luôn. Vios số sàn đời 2018 thì em không có đời 2018. Nhưng mà em có Vios số sàn đời 2016 anh nhá. Đây, đứng luôn trước mặt anh này, anh Khánh ơi. Anh Duy Khánh ơi, Vios số sàn đời 2016, bản này e xịn tư nhân không qua dịch vụ. Bản e xịn đời 2016, động cơ trang bị là 1.5. Em đang bán là 355 triệu, nước sơn màu vàng cát đẹp. Biển 34 bánh đậu xanh. Em này là máy trắng nhá. Động cơ bên trong là máy trắng to nhá, không phải máy đen đâu ạ. Máy trắng nó sẽ khỏe hơn, lành hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Vios bản e xịn đời 2016, giá chào bán là 355 triệu. 355 triệu. Có xe 9 chỗ không chị? Bên nhà em thì chỉ làm xe đến 8 chỗ quay đầu thôi anh ạ. Không có 9 chỗ. Không có 9 chỗ anh Nguyễn Anh Vũ nhá.
Innova em có bác Tuyến Băng ơi, vừa mới về xe tư nhân, đợi em một chút nào, vừa mới về, vừa mới cập bến được thôi. Còn chưa lên hình, sáng nay mới về. Em chào anh Việt Tân VTV này. Chào bác Nguyễn Bắc này. Còn em có Vios đời 2016 anh Duy Khánh này. Vios 2016 số sàn màu vàng cát đẹp, không taxi, không dịch vụ, tư nhân đẹp đấy ạ. 2016 1.5 giá chào bán là 355 triệu. Xin nhan trên gương, máy to, form dáng mới này. Vios là cái dòng xe rất là lười đổi form dáng, thì đến đời 2014 thì lên một form, 2016 lên một form, em này form mới rồi đấy ạ. Toyota Vios nhá. Còn 2018 thì em có Vios số tự động bản CVT, bản cũng là bản e xịn, 448 triệu đời 2018 ạ. Còn đây thì em có một chiếc xe Nissan i10 trắng tầm 170. i10 tầm 170 thì em không có, nhưng em có i10 tầm 195 đời 2014 bản nhập khẩu, em có 195 triệu anh nhá. Mới về bên em, anh Nguyễn Bắc ạ, em có đời 2014 nhập khẩu 195 triệu, nước sơn màu trắng đẹp nhập khẩu luôn. 195 triệu đời 2014 ạ. Còn ở đây thì em có một chiếc xe Nissan Navara phân khúc hạng D đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Nếu như những cái dòng xe i10, những cái dòng xe Moling thì nó là thường thường rồi, những dòng xe đấy quốc dân rồi. Thì em có một chiếc xe Nissan Navara, Nissan Tena phân khúc hạng D đẹp. Các bác nhìn này, túi khí an toàn đầy đủ, cam hành trình, cam lùi. Xin nhan trên gương, màn hình giải trí đề lồ thông minh. Nói về Nissan Tena, các bác chỉ cần gõ search trên mạng thôi, một chiếc xe phân khúc hạng D thì cực kỳ đẹp luôn nhá. Anh ơi đợi em một chút nhá, em sẽ quay anh Bắc nhá, đợi em một chút em sẽ quay cho mình này. Còn ở đây thì em có một chiếc, anh Bắc ơi để lại cho em số điện thoại nhá, và cùng em đi nhá, em đang vừa rồi cũng đi qua rồi ấy. Một chút nữa em sẽ quay lại này. i10 2014 195 triệu màu trắng nhập khẩu đẹp luôn. Kết nối Zalo cho em số điện thoại 0354602790 thì em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video này. Còn ở đây thì em có một siêu bán tải đây ạ, một siêu phẩm bán tải, một chiếc xe Isuzu D-Max đời 2016. Đăng ký cuối tháng 12 2017. Giá chào bán là 535 triệu, một dàn lốp mới, lốp sơ cua của chưa dùng đến, chưa hạ đâu, còn niêm phong nguyên. Cam hành trình có, cam lùi có ạ. Giá chào bán là 535 triệu đầy đủ cho em. Đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tiện ích này. 535 triệu hỗ trợ trả góp đến 60% giá trị xe. Anh ơi, con đi Nova ở đấy không nhỉ? Con đi Nova này bay về đi. Thế ở đấy đâu nhỉ? Đợi, anh ơi đợi anh Nguyễn, anh Băng ơi đợi em một chút nhá, tại vì Innova này mới về. 5 chỗ gầm cao thì em còn có cả Zoti T600 này, 320 triệu, Captiva 7 chỗ 215 triệu. Đợi em một chút ạ. Captiva 210 triệu đồng đời 2010. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Cách tốt nhất để hai bên có thể giữ liên lạc với nhau là anh ơi cho em xin số điện thoại lên đây. Em vừa gửi hình ảnh này, video chi tiết về xe, chiếc xe mà mình quan tâm. Và em cũng vừa có thể gửi cho mình định vị luôn. Thì các anh cho em xin số điện thoại cho em nhé. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Khách hàng nào ở xa thì chỉ cần gõ ra là Bệnh viện Nhi Hải Dương. Tất cả những cái bệnh viện nó rất là nhiều, nhưng Bệnh viện Nhi Hải Dương nó chỉ có một chiếc duy nhất thôi, là em nằm giữa Bệnh viện Nhi Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương rồi. Nên là các bác check Google cho dễ này. Kết nối Zalo cho em thì em sẽ để lại cho em số điện thoại nhé. Cruy 2011 thì em đang bán là 240 triệu, biển Hải Phòng, nước sơn màu đen đẹp anh nhé. Cruy thì em có đời 2011 anh Xuân Mạnh ơi. Còn anh Nguyễn Hữu Mạnh để lại số điện thoại cho em này. Anh Băng Tuyến ơi để lại số điện thoại cho em nhé. Innova thì vừa em mới về, em cũng vừa mới về lúc sáng mới nhận xe thôi, chứ còn em vẫn chưa nhìn thấy xe. Vừa mới nhìn thấy xe rồi nhưng không biết đánh đi đâu rồi. Cruy thì em có đời 2011 biển Hải Phòng, em quay lại cho anh Xuân Mạnh xem này. Cruy 2011 số sàn em có, Cruy 2011 số tự động em cũng có. Số sàn 240 triệu, số tự động 268 triệu. Đây là nội thất bên trong của chiếc Chevrolet Cruy số sàn biển Hải Phòng. Màn hình giải trí đầy đủ, ghế da đẹp căng. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em, lấy gió trong ngoài đầy đủ nhé. Túi khí an toàn, ghế da zin đẹp. Cam kết là không đâm xô, không ngập nước, nên các bác cứ yên tâm khi mua xe bên em thôi.
Còn ở đây thì em có một siêu phẩm đây, một chiếc xe đến từ thương hiệu Việt Nam. Một chiếc xe của bác Vượng đây ạ. Niềm tự hào của Việt Nam đó là sản sinh ra cái dòng xe VinFast Farin đây ạ. VinFast Farin đời 2019, số tự động đẹp, biển 17, nước sơn màu trắng này. Em này thì form dáng nhỏ gọn, xinh xắn. Đạp nhẹ chân ga một cái thôi là lưng nó dính vào ghế rồi. Đời 2019, động cơ là 1.4. Em này em đang bán là 340 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay thì em để luôn khách hàng nhà mình nhá, cắt luôn này. Rất là đẹp, rất là xinh, mới đét, tép hãng toàn quốc này. 340, còn 330. Còn 330, nước sơn màu trắng đẹp, VinFast Farin 2019, đề lộ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Anh Mạnh ơi, em nhìn thấy cho em nhìn thấy số điện thoại của anh rồi. Tầm khoảng 5 phút nữa thôi thì em sẽ xuống livestream. Em sẽ xuống, em sẽ kết nối Zalo cho anh nhá, và em sẽ gửi cho anh Vios này. Số sàn có này, số tự động có này. Nên là bên em rất là nhiều Vios luôn. Còn VinFast Farin trước mắt khách hàng nhà mình đây, em chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Đời 2019, cắt luôn trên livestream này, không bao giờ cắt nhiều như ngày hôm nay. 340, còn 330, vẫn bao rút hồ sơ. Thế là quá đỉnh chưa ạ? VinFast Farin, đề lộ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ rồi. La răng thể thao, nước sơn màu trắng đẹp. Chào bác Bùi Huyền Trắng này, chào bác Lò Văn Phẳng này, chào bác Toàn Lô này. Ở đây thì em còn một chiếc Accent duy nhất trong thời điểm hiện tại. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về Accent thì gần như là em bán hết rồi. Gần như là em bán hết rồi. Còn thêm một chiếc Accent này đời 2019, động cơ là 1.4, số sàn đây. Bản này là bản lắp ráp trong nước. Dạ vâng anh Mạnh Nguyễn ơi, anh Nguyễn Hữu Mạnh ơi, một chút nữa thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh và video của chiếc Vios bản E xịn, máy trắng đời 2016, nước sơn màu vàng đồng cho anh nhé. Đợi em một chút nữa thôi. Còn ở đây thì em có một chiếc Accent biển 89, bản lắp ráp trong nước, đời 2019 này, 385 triệu, số là động cơ là 1.4, số sàn đẹp đấy ạ. Nói chung là em này thì zin toàn xe rồi. Em này không bàn về chất lượng nữa đi, vì chất lượng không phải bàn đến nữa rồi, quan trọng là giá thôi. Giá em đang bán là 385 triệu. Còn ở đây thì có một em siêu phẩm này, Kia Forte, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đen đẹp. Thì chiều hôm qua mới về, nhưng mà vì mưa quá thì chưa lên video được. Kia Forte đây ạ, chưa cập nhật được giá rồi, một chút nữa thì em sẽ lên video nhá. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Tuyến Băng rồi. Một chút nữa thì em cũng sẽ kết nối cho anh Tuyến Băng này. Innova bên em đã qua tuyển chọn rồi, toàn là hàng tư nhân gia đình thôi. Còn nếu như mà Innova mà đời sâu mà mua cái dòng dịch vụ thì lát lắm không đi được, về bán khách mắng chết. Nên em toàn chọn những dòng Innova gia đình thôi. Anh Tuyến Vũ nhá, à anh Tuyến Băng này, để lại số điện thoại thì em nhìn thấy rồi. Innova một chiếc duy nhất mới về, hơn 200 một chút thôi, đời 2010, bản gò xịn. Đấy là em mới cập nhật thông tin thôi. Còn đây thì mới về một chiếc xe Kia Forte, nước sơn màu đen đẹp này. Em này chắc cũng tầm phải hơn 400 rồi, form dáng mới như này rồi. Một chút nữa thì em sẽ lên video và hình ảnh của chiếc xe Kia Forte nhé. Còn em này thì giờ chưa có giá rồi. Vios thì có những cái đời sâu hơn một chút, thì có cả Vios đời 2010, 2011. Còn chiếc Vios này là đời 2011, bản động cơ là 1.5. Giá chào bán là 210 triệu cho chiếc xe Vios màu trắng đẹp này. Biển 14 này thì có một chiếc xe Hyundai Getz số tự động đây ạ. Hyundai Getz số tự động, bản này có cửa lóc cho em, màn hình giải trí thì to phạc luôn. Getz số tự động đây ạ. Em này bao nhiêu tiền tự dưng không nhớ ra. Em này chắc chỉ tầm 200 quay đầu thôi, tự dưng không nhớ ra tên rồi. Getz số tự động em có nhá. CDX thì em cũng có luôn, hơn 200 triệu là có CDX đi rồi. Có lẽ là em sẽ dừng buổi live ở đây vì nhiều xe lắm. Kia Morning này, quay lốt hai chiếc Morning này. Kia Morning biển thủ đô Hà Nội, bản này bản Sport. Kia Morning 150 triệu, có Kia Morning đi này, form dáng thể thao đẹp. Số máy ngon, không đâm xô, không ngập nước, 150 triệu, biển 29 này. Còn bên đây thì có Kia Morning biển van, nhưng em đấy là cũng là số tự động bản nhập khẩu nhá. Giá thì có 205 triệu thôi. Y10. Hình như là chiếc xe Y10 này hôm nay nhà em đời 2014 là các bác cầm đi làm xe công vụ rồi. Chevrolet Cruze 2011 thì em có đây. 2011 thì em có 268 triệu và là số tự động đẹp này.
Có lẽ là em xin phép được dừng buổi live đây. Tự dưng em chóng mặt quá, say nắng rồi. Vừa rồi thì em đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên địa chỉ của em Lê Hương Ô tô Hải Dương. Khách hàng nào quan tâm điện thoại thì cứ alo cho em nhé. 0354602790 là số điện thoại mà em giao dịch tất cả mọi giao dịch này. Ui, tát rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều dòng xe ô tô đang được chào bán bên em. Địa chỉ giao dịch bên em là 51 Thanh Xá Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất là nhiều khách hàng đã để lại số điện thoại cho em, thì có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây để xuống giải quyết và nhắn tin Zalo khách hàng nhà mình nhé. Em chào anh Phạm Duy Thắng này, chào bác Thùy Vũ này, chào bác Thể Nguyễn này, chào bác Nguyễn Toàn này. Những khách hàng nào mới xem buổi báo giá của em thì em xin tự giới thiệu, em là Lê Hương Ô tô Hải Dương. Địa chỉ giao dịch bên em là 51 Thanh Xá Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Số hotline của em là 0354602790. Bên em thì luôn chào bán những dòng xe rất là nhiều, vào dòng xe cỏ này, xe lướt em cũng có này. Bán tải bên em rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì bên em đang rất là nhiều Kia Morning, Hyundai i10 và Vios cũng như là bán tải nhé. Khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào thì kết nối số điện thoại cho em đã ghim rồi. Vừa rồi em cũng đọc rồi nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo, cũng như là vào buổi báo giá ngày mai. Thì em lại có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage của em ạ. Chào bác Quang Thái, chào bác Anh Vương, chào bác Lê Hiếu nhé, các bác vào muộn quá rồi. Thì bây giờ thì em Lê Hương xin phép được dừng buổi báo giá ở đây để đi ăn cơm nhé. Chúc toàn thể gia đình nhà mình có một ngày làm việc thật là năng lượng này. Còn em xin phép được đi dùng bữa đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.